300 triệu. Và đã 3 tháng. Tụi này kiên nhẫn có hạn. Tránh ra. Mày là thằng nào? Chú Tâm Ngọc nói rồi, chỉ một ngày nữa thôi mà không chờ được hả? Mày biết cái gì? Dạ xin lỗi, mà anh đi đâu vậy? Xin lỗi anh, tụi này có chuyện với Tâm Ngọc. Dạ Tâm Ngọc đi khỏi rồi. Giỡn mặt với tụi này, chết mẹ nghe chưa? Alo. Dạ, anh chờ chút. Ba, có người xưng là Minh Bu cần gặp ba. Nói ba không có nhà. Dạ. Ba em đi vắng rồi, anh có nhắn gì không ạ? Coi lại giùm, tôi biết ổng có nhà mà. Dạ, ổng đi Đồng Nai từ chiều rồi anh. Đừng có xạo, ổng đang uống bia trước mặt tôi kìa. Ba. Hả? Họ tới kìa. Ông không lịch sự. Tụi tôi cất công tới đây mà ông không thèm đón tiếp. Đứa nào thôi kẹn vậy? Vụ này mà làm không tròn, e rằng ba Đường sẽ tách. Về nhắn với ông ấy, cho tôi thêm một thời gian nữa. Chắc chắn ông sẽ lắc đầu. Đứa nào thôi kẹn vậy? Biểu nó cầm họng lên coi. Dạ. Ê thằng kia, đừng tới càng nữa. Nghe không mày? Nắm pin lên coi. Ba trăm triệu và đã 3 tháng. Tụi này kiên nhẫn có hạn. Thực tình hàng tồn kho quá nhiều. Ê, các chú thông cảm, khách hàng họ thanh toán quá chậm. Tôi sẽ trả trước một nửa. Dạ, mà anh không được đụng vô đầu gớm. Trả đủ một lần, nghe ngày hôm nay. Ngày mai đi anh, ngày mai ba tôi sẽ ráng gom đủ mà. Từ nay đến mai tôi sợ xưởng ông chẳng còn món đồ nào để bán. Nè anh không được đụng vô đồ gớm. Người ta làm gớm vào nước vách, còn ông có bấy nhiêu đó mà khất hoài. Tránh ra. Mày là thằng nào? Chú Tâm Ngọc nói rồi, chỉ một ngày nữa thôi mà không chờ được hả? Mày biết cái gì? Tụi bay lui ra. Tao tha cho mày, và mày phải để cho ông khất đến ngày mai, rõ chưa? Được. Mày dừng lại. Tám Ngọc, ông có thằng lính giỏi lắm. Anh gì? Anh có sao không? Anh không sao.